chi phí dự kiến cho chương trình đầu tư Hy Lạp tăng lên gấp 3 lần. Cụ thể là vừa qua thì Thủ tướng của Hy Lạp đã xác nhận cái kế hoạch là sẽ điều chỉnh cái mức đầu tư tối thiểu của chương trình thị thực vàng Hy Lạp đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Mức đầu tư tối thiểu hiện tại đang là 250.000 euro. Và đối với những cái khu vực mà có nhu cầu cao cũng như là khu vực trung tâm thì mức đầu tư tối thiểu đang là 500.000 euro. Và dự kiến trong thời gian sắp tới thì chính phủ Hy Lạp họ sẽ tăng cái mức đầu tư đối với những cái khu vực trọng điểm này dự kiến lên là 800.000 euro. Có 3 lý do chính cho cái việc điều chỉnh này. Thứ nhất là giảm áp lực cái việc mua nhà đối với người dân bản xứ. Cái thứ hai là chính phủ Hy Lạp họ muốn thu hút những cái nhà đầu tư mà có tài chính mạnh hơn để đầu tư nhận thẻ xanh của quốc gia này. Và cái thứ ba đó chính là cái nhu cầu đầu tư để nhận thẻ xanh Hy Lạp ngày càng tăng cao. Bằng chứng là chương trình Hy Lạp đã xảy ra cái tình trạng tồn đọng hồ sơ khiến cho cái thời gian xử lý kéo dài hơn so với trước đây. Thông qua việc này thì anh chị mình cũng có thể thấy là cái nhu cầu đầu tư bất động sản ở Hy Lạp để sở hữu thẻ xanh của quốc gia châu Âu này đang ngày càng hot hơn bao giờ hết. Do đó, những cái anh chị nào mình đang có nhu cầu sở hữu thẻ xanh thị thực vàng của quốc gia này thì hãy nhanh chóng tìm hiểu và đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất anh chị nhé.